thì mình biết rồi, cái tình trạng giật đó thì nó đem lại nhiều cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Về cái định nghĩa thì nó xảy ra ở quý 2 của thai kỳ, khi cái huyết áp của người mẹ nó trên 140/90 có protein niệu. Nếu không có protein niệu thì cái định nghĩa của nó có thay đổi một chút, huyết áp cao kèm theo bất kỳ một những cái bất thường liệt kê, ví dụ như giảm tiểu cầu, suy chức năng gan, suy thận, phục phổi. Đối với thai nhi và đối với người mẹ nó đều để lại những cái hậu quả không tốt. Thì những yếu tố nguy cơ là gì? Cái thứ nhất là tiền căn tiền thành giật, bên thân phản tính, bên thương miệng, mẹ bị tiểu đường, mẹ bị cao huyết áp. Mà cái tần suất phụ nữ mà tiểu đường cao huyết áp bây giờ càng có thai bây giờ càng nhiều, bởi vì càng dưới về sau này người ta mang thai càng buồn, đúng không? Ví dụ như một người mẹ mà 40 mấy tuổi mang thai thì rất là dễ có nguy cơ bị hai thai. Người mẹ trên 40, người mẹ thừa cân, tiền căn tiền sản giật, đa thai và sinh nhiều con. Thì bây giờ người ta cũng sinh nhiều con nữa, nhưng mà trên 40 thì thừa cân rất là nhiều. Cái thời điểm khảo sát vô cùng quan trọng, bởi vì cái nguy cơ tiền sản giật nếu được chẩn đoán sớm ngay quý 1 thì cái việc điều trị dự phòng sẽ mang lại hiệu quả rất là cao, nhằm nắm rõ rệt những cái biến chứng đối với mẹ và con. Đó. Thì trong những cái thông số đốc le thì trước đây người ta dùng rất là nhiều RI, tức là cái chỉ số kháng, PI là chỉ số độc, đó là Resistance Index, Pulsatility Index, và cái S trên D, systole trên diastole ratio, và cái systolic velocity. Tuy nhiên ngày nay thì người ta thường dùng nhất là cái thông số PI trong đốc le sản khoa. Thì trong bài này và cái bài kế tiếp tôi sẽ nhấn mạnh về cái thông số PI. Đó. Thì RI tức là người ta dùng cái S trừ cho D chia cho cái systole trừ diastole chia cho systole. Cái PI là systole trừ cho diastole chia cho average, tức là cái trung bình. Thì cái này thì chỉ có máy nó đo được thôi, chứ mình không có đo tay được. Cái RI thì có thể mình lấy có thông số systole trừ chia, nhưng mà những cái này thì không ai được, có máy hết á, tất cả là mình ô tô hết, máy nó tự động đó, nó cho mình thông số. Rồi cái STD ratio tức là cái chỉ số physiologic chia cho diastolic. Nhưng mà nhấn mạnh là bây giờ người ta dùng nhiều cái PI. Về giải phẫu thì mình biết rồi, mình có hai cái động mạch tử cung hai bên. Động mạch tử cung hai bên nó từ đâu? Đầu tiên là động mạch trục chung, nó tách ra động mạch trục ngoài nó xuống đùi, từ cái động mạch trục trong thì nó nuôi cái bụng chồng, thì trong đó là có tách ra một cái nhánh động mạch tử cung. Thì động mạch tử cung nó đi vô cái bụng eo tử cung, và cái lưu lượng bình thường là 50, và khi mà nó thai nghén thì lên đến 700. Cho nên hoặc là làm lúc này động mạch tử cung là nó sẽ có rất là có ý nghĩa trong cái tử cung mang thai. Về kỹ thuật khảo sát thì người ta lưu ý như vậy là mình sẽ làm cả quý 1, quý 2, quý 3 hết cái động mạch tử cung nếu mình cần quan tâm. Lưu ý một cái là để an toàn cho thai thì những cái guideline sau này người ta khuyến cáo là mình phải chỉnh cái chỉ số nhiệt cho nó tốt, nó dưới nhỏ hơn bằng 1, và cái thời gian khảo sát liên tục không quá 10 phút. Đó là guideline về cái an toàn cho thai nhi. Làm sao mình chỉnh được cái TI? Thì đó, ví dụ như đây là một cái máy mà làm siêu âm quý 1 đây, mà cái TI này nó đến 1.4 là rất là đơn giản. Các anh chị chỉnh cái power output, cái máy nào có nút power output. Thì ví dụ như trên máy này thì từ 95 thì giảm cái power xuống còn 80% thì cái TI nó giảm xuống còn 1. Cái điều này nó quan trọng lắm, thường mình nói kỹ sư của hãng máy đó nó mặc định luôn, thì sau này mỗi lần mình dùng cái khảo sát này thì nó chỉ để ở cái mức 1 thôi. Rồi, cái vị trí khảo sát thì rõ ràng là cái động mạch tử cung nó đi vô vùng eo hai bên, cho nên là mình sẽ khảo sát cả hai bên. Các chị thấy đây là động mạch tử cung bên phải, động mạch tử cung bên trái. Bây giờ đây là động mạch trục trong, thì nó, cái nhánh vuông góc của nó là cái động mạch tử cung bên phải. Mình đã tách ra nhánh trước, nhánh sau, thì mình khảo sát ở ngay cái thân chính của động mạch tử cung. Và tất nhiên mình coi bên phải và coi luôn bên trái. Rồi, mình có hai đường là cái đường thành bụng và đường âm đạo. Cái đường thành bụng thì thường là mình cố gắng là cái bàng quang nó phải không có nước tiểu. Và mình biết cái động mạch tử cung nếu vô vùng eo thì nếu mà còn cái nó nhiều nước tiểu quá nó sẽ đẩy xa cái cổ tử cung ra. Rồi, thì mình dùng cái đầu dò trắng đen thì mình sẽ thấy rằng là nó có hai cái ống nó đi xéo xuống.
đúng không? Đây là thai tử cung mang thai 13 tuần 3 ngày. Đây là mình cách làm cái động mạch tử cung bên phải và đây là bên trái. Thì luôn luôn mình sử dụng cái đốt đai màu trợ giúp. Thì các anh chị thấy cái màu mà nó nháy tín hiệu đây chính là cái động mạch trọng trong, đây là cái tĩnh mạch. Thì cái nhánh vuông góc đây chính là cái động mạch tử cung. Đây là động mạch tử cung bên phải, đây là động mạch tử cung bên trái. Đó. Rồi sau đó thì mình phải cho cái cửa sổ đốt đai vô để mình đo. Thì tôi nhắc lại, mình không có điều chỉnh, cần điều chỉnh cái thành điều chỉnh góc, mình chỉ cần cho cửa sổ đốt đai vô trong cái động mạch tử cung thôi. Thì trong cái thông số thì mình quan trọng nhất là cái PI. À, thì cái PI bên phải khác cái PI bên trái. PI bên phải 1.1, PI bên trái 1.36, đó là bình thường thôi. Đây một cái thai quý 2 thì các chị thấy mình cũng làm được cái động mạch tử cung, nên mình thấy hai cái mạch máu đi xuống là hai cái động mạch, thì mình tìm cái nhánh vuông góc của nó, cái mạch máu vuông góc của nó chính là cái động mạch tử cung. Thì cái phổ của động mạch tử cung nó khác với cái động mạch trọng trong. Tôi nói ví dụ như tôi để cửa sổ động mạch trọng trong thì mình thấy cái phổ nó ba phần, còn nếu mà tôi để vào cửa sổ vào động mạch tử cung thì nó là cái phổ một phần. Đó, đây là một cái trường hợp thai quý 2. Thì các anh chị thấy đây là bên phải, đây là bên trái. Nhìn trên tránh đèn nó không có rõ, nhưng mà trên màu thì sẽ thấy rất là rõ hai cái động mạch chỗ trong, và đây là cái động mạch tử cung, và đây là nhánh trước, nhánh sau, nhánh động mạch tử cung, nhánh trước, nhánh sau. Và khi mình làm cái đốt đai sung thì mình sẽ có cái PI bên phải và PI bên trái. Cái đường thứ hai là cái đường âm đạo, thì mình đưa cái đầu dò vô cùng đầu ven thôi, và tất nhiên là cũng phải đi tiểu sạch. Thì vấn đề là sau khi mình phải làm cái động mạch tử cung bên phải cộng bên trái, thì hai cái đó mình cộng lại mình chia đôi thì nó mới ra cái trung bình của cái PI, gọi là BPI. Thì khi mình làm đốt đai quý 1 thì mình phải ghi nhận nó còn cái huyết tiền động trường hay không, và nó có một hay hai bên. Đây là trên cái hình này thì mình dễ nhìn hơn, mặc dù là cái hình này đốt đai màu nhưng mà người ta chuyển qua trắng đen thì nó lại nhìn dễ nhìn hơn. Đây là cái cổ tử cung, đúng không? Đây là một ít nước tiểu trong một cái, thì đây là cái màu của mạch máu. Mình cho cửa sổ vô thì mình sẽ lấy được. Đó, đây cái hình tương tự. Thì như vậy là, nhưng mà thông thường thì quan hệ một là mình làm tốt rồi, không cần phải dùng quan hệ nào. Ý nghĩa của nó, mặc dù rất là đơn giản nhưng mà nó rất là có ý nghĩa. Thì cái đốt đai động mạch tử cung mang thai quý 1 nó có thể giúp nhận ra hơn phân nửa số thai phụ sẽ tiến đến tiền sản giật. Và như vậy thì nếu mình kết hợp với những cái xét nghiệm thì nó sẽ gia tăng tỷ lệ lên. Và những cái thai phụ mà có nguy cơ cao như vậy sẽ có kết cục rất là tốt nếu mình dùng aspirin. Aspirin thì dùng rất là đơn giản. Đây là phác đồ của một số nước. Đó. Còn người Mỹ thì cũng nhiều cái hiệp hội cho ra nhiều cái phác đồ khác nhau. Nhưng mà nhìn chung lại thì nó như thế này, rất là đơn giản. Người ta dùng cái viên aspirin cho tim mạch, tức là viên 81mg dùng mỗi ngày giống như mấy cái người tim mạch dùng. Sau tuần 12 cho đến khi sạch, tức là khi mà chẩn đoán được nguy cơ thành sản giật sẽ dùng liên tục mỗi ngày một viên cho đến khi sạch. Và như vậy thì ít ra người ta phải dùng trong vòng 6 tháng. Nếu mà cái anh chị nào mà dùng cái viên aspirin trong tim mạch rồi thì mới biết rằng là nó cũng không đơn giản. Là bởi vì cách đây 10 năm khi tôi bắt đầu dùng aspirin trong tim mạch thì tôi uống được 2 tuần là nó
nó sót ruột, đúng rồi. Mà cái gì biết mà aspirin mà dùng cho mà nó sót ruột đó là mình phải chuyển. Em nói gì? Bây giờ không ai xài aspirin có pH 8 hết chứ. Em nói câu đó nó lạc hậu rồi. Cái aspirin ngày xưa là cái viên đó, là nó màu trắng của cái da đó, cái mở ra lò ra cái viên thế hồi chua luôn. Nhưng mà bây giờ tôi đố em mua cho tôi được một viên vậy thôi, không ai xài nữa. Bây giờ nó pH 8 hết rồi. Cái lý do tại sao người ta phải dùng cái viên aspirin pH 8 là bởi vì cái viên aspirin đó nó sẽ có một cái vỏ bao, và khi mà vô trong môi trường dạ dày là nó không có rã ra trong môi trường dạ dày và xuống đến ruột non nó mới tan ra đó. Thì cái vấn đề là cái thuốc của Việt Nam mình vào chế rất là tốt, vừa đến dạ dày là nó tan hết liền, cho nên nó phải kết thúc như mà dạ dày. Mà các chị biết rằng là nếu mà tim mạch mà dùng suốt đời cho đến khi hết thở, đúng không? Aspirin mà đã dùng là dùng đến khi hết thở thôi. Thì rõ ràng nếu mà không dùng được aspirin thì chuyển sang dùng Plavix. Mà giữa một cái viên rẻ như cho và một cái viên mắc tiền thì rõ ràng là cũng cân nhắc lắm, đúng không? Sau khi đập đầu vào gối mấy đêm thì tôi mới quyết định là ra chợ thuốc. Tôi mua cái lọ aspirin 365 viên đó, đúng không? Và tôi dùng luôn từ đó giờ rất là êm. Và cái tật lười thì nhiều khi tôi mua về một lần mấy lọ vậy đó, dùng hết lọ xong qua lọ sau nó chảy mất tiêu, tôi thấy là ngu. Bây giờ mua về rất là cũng mua mấy lọ để trong đá đàng hoàng, nhưng mà mua về cái gì để trong ngăn mát của lạc á, để ngăn mát cái mày ngăn đá thì nó sẽ không bị. Và nếu mà các chị có dùng cho bệnh nhân á thì nên dùng cái loại đó, mình đóng gói cho người ta thôi, chứ không là người ta sẽ bỏ điều trị. Cái gì hình dung không? Người ta uống một tuần hai tuần mà nó cào ruột, người ta bỏ điều trị nha. Tôi thì không có chống đối gì thuốc của Việt Nam, nhưng mà có những cái thuốc Việt Nam nó rất là tốt thì tôi phải giới thiệu cho các anh chị như vậy. Và thì đây là một cái khác nữa, thì thông thường ở Mỹ người ta hay dùng kèm theo cái acid folic lắm. Thì những cái này nó sẽ có hết cho các anh chị. Thì trong 10 tuần đầu tiên của thai kỳ á, thì cái đặc trưng của phổ đốt đa động mạch tử cung á, là nó cho có chủ khí tiền tâm trường. Và khi qua quý 2 thì không còn được phép nữa, qua quý 2 nó phải mất. Nếu mà làm siêu âm quý 2 mà mình thấy còn có khuyết tiền tâm trường thì nó tăng khả năng tiền sản giật gấp 6 lần. Và cái quan trọng là cái giá trị tiên đoán âm rất là tốt đối với đối tượng nguy cơ cao. Tức là người đó là đã có một lần tiền sản giật trước rồi, và đứa này mình làm quý 2 mình thấy không có khuyết tiền tâm trường thì sẽ yên tâm. Nhiều cái nghiên cứu lắm, và những cái nghiên cứu này đều thấy rằng là trước đây người ta dùng cái A nó lớn hơn cái bắt cầu vị chưa 95 thì tai biến gia tăng gấp 10 lần đó. Và tác giả khác thì gọi là bất thường khi cái A nó cũng lớn hơn cái bắt cầu vị không bị chứ 95, hoặc là sự hiện diện của khuyết tiền tâm trường một và hai bên đó. Và cho đến bây giờ thì chủ yếu người ta dùng cái bảng PI, cho nên tôi cho các anh chị cái bảng PI nó từ quý 1 cho đến quý 3. Thì như vậy thì cái điều này nó phải ngược lại, tức là mình phải có một cái tuổi thai chính xác. Và cái tuổi thai chính xác tôi khuyến cáo các anh chị là mặc dù các anh chị học sản, nhưng mà có lẽ là nhiều mùa, cho nên nhiều khi tôi thấy có những cái chẩn đoán rất là ngu nghê. Ví dụ như là có những cái chẩn đoán là thai 22 tuần mà cộng trừ 1 tuần hoặc là cộng trừ 3 ngày, tôi nói cái này là siêu âm tầng 7. Bởi vì cái sai số của cái siêu âm 3 tháng đầu khi mình đo chiều dài đầu mông là cộng trừ 3 ngày. Nhưng khi mình làm thời điểm quý 2 thì nó cộng trừ 2 tuần và quý 3 là cộng trừ 3 tuần chứ không thể là cộng trừ ngắn hơn được. Và như vậy thì mình sẽ không lấy cái siêu âm quý 2 hoặc quý 3 để tính tuổi thai. Và thứ nhất vấn đề là riêng về cái kỳ kinh của người Việt Nam thì rất là không tin tưởng, bởi vì rất là nhiều người không nhớ cái kỳ kinh. Và như vậy thì cái đo cho được cái chiều dài đầu mông là cái mốc rất là quan trọng để ước lượng tuổi thai cho nó chính xác. Bởi vì thứ nhất là nó sẽ liên quan đến cái bảng này. Cái gì thấy tương ứng với một cái tuổi thì cái personal nó khác nhau. Thông thường tôi nói ví dụ như người ta đến với mình 11 tuần tuổi thì cái personal thứ 50, tức là trung bình bình thường của nó khoảng chừng 1.76.
Nhưng mà nếu mà cái PI nó vượt quá, cái personality 95 tức là nó vượt, nó lớn hơn 2.7 là mình nói, đó là cái bất thường. Đó. Nhưng mà cái này là nhớ là min PI nha, min tức là phải cộng cái chia đôi rồi phải áp của cái bạn này để ứng dụng. Rồi. Như vậy thì sẽ có một cái tình huống lâm sàng nữa, nhiều khi mình lấy được đồng mạch từ khu một bên là bên kia cũng không, thì lúc đó buộc mình phải dùng cái đó là min luôn, mình tính toán. Nhưng mà cố gắng mình làm hai cái đồng mạch cùng hai bên. Thì thường về cái quý 3 thì thường nó hơi khó, nhưng mà quý 1 thì thường là dễ, không khó để làm. Dạ. Như vậy thì đây là một cái trường hợp cụ thể. Anh chị thấy đây là một cái thang 13 tuần bạc này. Mình có cái PI bên phải là 1.1, cái PI bên trái 1.36. Như vậy mình cộng lại chia đôi nó là 1.23. Rồi mình áp vào cái bảng thì nó là nằm ở cái khoảng cái personality 50. Tức là cái này là cái thang bình thường, không có bất thường. Như vậy rất là dễ cái gì ha. Và trong quý 1 là nó còn được phép, còn được phép tiền lương trước. Và như vậy thì trong quý 1 thì một cái chẩn đoán nguy cơ tiền sản giật rất là dễ nếu mình làm cái đấu nai động mạch tử cung. Và lưu ý về mặt kỹ thuật là cái TI nó nhỏ hơn vòng 1, cái thời gian sản khác liên tục là không được quá 10 phút. Rồi bây giờ mình học tiếp cái bài thứ 2 để chúng mình nghỉ.